Xin chào các bạn, trước mặt mình đây là chiếc Yamaha TFX 150. Thật sự thì kể từ sau FZ16, đây là cái xe đầu tiên mà khiến cho mình có cảm giác hứng thú để mà làm đánh giá nó. Cái TFX 150 này có một cái ngoại hình không lẫn vào đâu được, và theo như mình thấy thì cái ngoại hình của nó có thể nói là xuất sắc nhất trong dòng 150 Netbuy tại thị trường Việt Nam. Điểm nhấn quan trọng nhất trên chiếc xe này đó là phần đầu xe. Cái đầu đèn của Yamaha TFX được thiết kế rất lạ, và cái cách thiết kế này khiến cho cái đầu đèn nhìn như một con robot, và chúng ta có thể nói là nó bắt mắt cả trong điều kiện ánh sáng ban ngày lẫn ban đêm. Cái đầu đèn của TFX 150 kết hợp với lại hai cái ốp phía bên hông khiến cho phần đầu nhìn rất là wow, nhìn như một chiến binh. Thêm một điểm cộng cho phần đầu xe của Yamaha TFX đó là hai cái phuộc. Hai cái phuộc này là upside down và có màu vàng rất là tương phản với lại phần đầu xe màu đen. Và các bạn có thể thấy là cái kích thước phuộc rất là lớn, 37 ly và khiến cho phần đầu xe nhìn rất là cân đối. Và cái thiết kế này khiến cho cái đầu xe nhìn nó rất là mạnh mẽ, giống như là những chiếc mô tô phân khối lớn. Thông thường chúng ta sẽ thấy là hai cái xi nhan này nằm phía dưới gắn trên đầu đèn hoặc là gắn trên phuộc. Nhưng cái thiết kế của TFX thì hai cái xi nhan được đặt trên cụm đồng hồ, trên cái kính chắn gió, và khiến cho cái đầu xe nhìn nó sắc sảo hơn rất là nhiều. Các bạn có thể bắt gặp cái phong cách thiết kế Street Fighter này trên chiếc Yamaha MT09 đời 2014-2015. Thì cái thiết kế của MT09 và cái thiết kế của TFX này có một số nét tương đồng, đó là nhìn rất là wow. Đây là một cái nét thiết kế rất là độc đáo và khiến cho mình cảm thấy rất là bất ngờ trong cái thiết kế của Yamaha. Đồng hồ của Yamaha TFX là đồng hồ dạng LCD, và cái đồng hồ này có thể hiển thị vòng tua, hiển thị ODO, hiển thị tốc độ, lượng xăng tiêu thụ, rất là nhiều thông tin trên cái bản đồng hồ này. Cái cách thiết kế của bản đồng hồ trên TFX cũng rất là hợp với xe, khi mà chúng ta khi mà ngồi lên xe và nhìn từ phía trên xuống thì có thể nhìn thấy luôn cả cái phần mũi và phần bánh trước. Cái cách thiết kế này khiến cho mình nhớ tới cái chiếc Ducati Street Fighter, và Ducati Street Fighter là một chiếc xe có cái handling rất là tuyệt vời, cũng như cái cách thiết kế rất là khác biệt so với những chiếc xe còn lại. Và TFX này cũng là một chiếc xe như vậy. Một điểm mà mình thích nữa đó là cái nút đề trên TFX thì được nằm chung với nút Start Stop Engine. Và cái thiết kế này khiến cho cái phần cụm công tắc phía bên tay phải rất là gọn gàng. Nhờ vậy mà ngay phía bên tay phải, ngay tay ga, chúng ta sẽ có được một cái dây ga nhìn giống như của hãng Domino. Và mình có thể thấy là cái dây ga này được sản xuất tại Ấn Độ. Tay côn có thể nói là bóp rất là nhẹ. So với những cái mẫu xe 150 khác trên thị trường thì tay côn của TFX là mình thấy là nhẹ nhất. Khi chúng ta ngồi lên thì cái cảm giác đầu tiên đó là cái ghi đông của TFX khá là rộng. Và thật sự thì các bạn nào chưa quen đi những cái xe cào cào thì sẽ cảm thấy là nó rất là kỳ cục khi mà ngồi lên. Nhưng mà riêng mình thì đã đi những cái dòng xe có cái ghi đông rộng như vậy, thành ra là mình ngồi lên mình cảm thấy rất là thích. Tại vì cái ghi đông rộng như vậy thì các bạn có thể làm được rất là nhiều trò vui vẻ với xe này. Thiết kế của TFX có một chút gì đó bị cục. Nếu như các bạn nhìn từ đằng sau tới thì cái phần đuôi đèn sau và cái phần yên sau nó rất là ngắn, và khiến cho cái thiết kế phía sau nhìn hơi cục so với thiết kế tổng thể của xe. Có lẽ đây là cái ngôn ngữ thiết kế Street Fighter mới của Yamaha. Đèn sau sử dụng công nghệ LED và cái thiết kế của đèn sau nhìn rất là ngầu, trông như một chiến binh nếu nhìn góc nhìn thẳng từ phía sau tới. Tuy nhiên do bánh sau sử dụng bánh kích thước là 130 nên mình cảm thấy là chiếc xe nó hơi nhỏ. Theo như mình thấy thì cái gấp sau nó rất là hẹp, do đó là các bạn thì sẽ khó mà tăng thêm được kích thước của bánh sau. Có lẽ là có thể lên được 140, nhưng lên 160 thì các bạn phải thay gấp. Cái thiết kế gấp sau của TFX nhìn rất là giống trên Yamaha R15. Phần ống bô thì có kích thước khá lớn so với cái kích thước tổng thể của xe. Thực sự thì phần ống bô nhìn rất là sắc sảo là nhờ những cái chi tiết hoa văn carbon được thiết kế trên phần ốp bô. Khi nhìn bên hông của TFX thì cái điểm nổi bật nhất là hai cái lỗ thoát gió. Cái lỗ thoát gió này có tác dụng giúp cho cái két nước giải nhiệt tốt hơn. Hơi nóng sẽ từ cái nước thổi thẳng ra phía sau. Ngoài ra khi đi tốc độ cao thì gió bị luồn vào trong hai cái ốp này và sẽ đi thoát ra trong cái lỗ hút gió này luôn. Một điểm khá đặc biệt của TFX đó là trên chiếc xe 150 này đã có được một cái mỏ cày. Cái mỏ cày này chúng ta có thể thấy trên Z1000, trên rất là nhiều mẫu mô tô phân khối lớn. Và đây là lần đầu tiên, theo như mình nhớ là lần đầu tiên xuất hiện cho một chiếc xe 150 phân khối. Cái âm thanh phát ra từ cái vị trí chân trống rất là lớn và khiến cho mình cảm thấy rất là khó chịu khi mà bật chân trống lên. Âm thanh đó rất là chát tai và nghe giống như là chúng ta gõ vào một cái son vậy đó.
Thật sự cái âm thanh này không đáng có và Yamaha chỉ cần thêm vào vị trí đó một cái miếng đệm cao su là ok rồi. Thật sự mình khá bất ngờ khi lần đầu tiên bước lên TFX. TFX cho mình cái cảm giác đó là xe nó hơi yếu và lì. Thật sự thì những cái xe Yamaha thường rất là bốc và hỗn, như FZS, như FZ16, động cơ rất là hỗn. Nhưng TFX thì không có như vậy, nó rất là đầm và chúng ta sẽ cảm giác giống như là một chiếc xe tay ga có côn. Cộng thêm là tiếng bộ êm và động cơ cũng rất là êm, khiến cho chúng ta khi vào số, khi vặn ga, mọi thứ đều trơn tru. Yamaha TFX 150 sử dụng khối động cơ 150 phân khối và có hệ thống phun xăng điện tử. Khối động cơ này truyền qua hộp số 6 cấp và có thể sản sinh ra công suất 16 mã lực. Như mình đã nói ở trên thì TFX sẽ cho chúng ta rất là nhiều trò vui vẻ với nó. Với kiểu dáng Street Fighter, với phục trước upside down, phục của TFX được thiết kế rất là êm. Và khi chúng ta đi vào những vị trí ổ gà lớn thì không có phát ra âm thanh cấp cực như trên những chiếc xe underbone nhỏ như là Exciter. Yamaha TFX 150 sử dụng hệ thống thắng đĩa của Nissin và hệ thống thắng đĩa này theo như mình đánh giá là rất là ổn. Mình có thể thực hiện những cú stoppy nếu như mà bóp thắng hơi sâu một chút, hoặc là những cú slide nếu như đạp thắng mạnh hơn một chút. Cái khoảng bóp thắng đầu thì rất là êm và chúng ta sẽ không sợ bị trượt bánh khi lỡ tay thắng gấp. Bộ bánh mâm được thiết kế rất là phá cách và cái cách thiết kế này nhìn rất là giống trên những bánh mâm đồ chơi của hiệu Marchesini, nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên mình vẫn thích bộ bánh mâm này sơn màu vàng hơn là màu đen. TFX có vị trí ngồi rất là hợp lý khi mà cái phần chân có thể kẹp thẳng vào phần bình xăng. Và cái cách thiết kế này khiến cho chúng ta có thể đi những hành trình xa, có thể buông lỏng hai tay ra dễ dàng hơn và chúng ta không cần phải nắm gồng hai cái tay vào ghi đông nữa. Có một nhược điểm khá là lớn trên TFX đó là cái yên sau. Yên sau rất là hẹp và khi chúng ta đi hành trình xa mà chở thêm người bạn đồng hành thì chúng ta sẽ cảm thấy là trọng lượng người ngồi sau sẽ dồn lên phía trước rất là nhiều và khiến cho chúng ta sẽ dễ bị mệt mỏi. Các bạn sẽ không gặp khó khăn khi sử dụng TFX trên những con đường của Sài Gòn, Hà Nội, bởi vì cái thiết kế của TFX rất là dễ di chuyển, rất là linh hoạt và chúng ta sẽ đi trên những đoạn đường đông đúc rất là dễ dàng. Trọng tâm của xe rất là cao cho nên là cái khả năng ôm cua cũng không rất tốt như là những chiếc xe tiền nhiệm của nó như FZ16, FZS. Khung sườn của TFX được thiết kế giống như trên những mẫu mô tô phân khối lớn, nhờ vậy mà chúng ta sẽ có cảm giác rất là yên tâm khi chạy tốc độ cao. Tuy nhiên vì đây là một mẫu naked bike nên cái vị trí ngồi hứng gió rất nhiều, vì vậy là chúng ta đi tốc độ cao thì sẽ bị táp gió và sẽ cảm thấy mệt mỏi. Yamaha TFX thật sự rất là phù hợp với những bạn nào mới bắt đầu thích mô tô phân khối lớn và muốn sở hữu một chiếc xe naked bike 150 phân khối có thể di chuyển vào thành phố cũng như có thể đi tour. Tuy nhiên cái thiết kế của TFX rất là hiện đại và sẽ không phù hợp với những bạn nào trên 35 tuổi. Thiết kế của TFX này phù hợp với những bạn trẻ 18-20 nhiều hơn. Với mức giá 80 triệu đồng thì cái TFX này mắc hơn FZ150 cũ khá là nhiều và có lẽ đó là một điều khiến cho nhiều bạn cân nhắc trước khi muốn đến với mẫu xe này. Xin chào và cảm ơn các bạn.